Em hôm nay em muốn làm cái gì vậy em? Làm manicure. Làm manicure hả? Thôi làm thu xếp đi. Rồi hôm nay em làm cái gì em? Manicure. Thôi đừng làm manicure, làm thu xếp bột đi nha. Nhiều hả? Tôi xét bột đi. Rồi bây giờ trước khi làm á là có thủ tục đầu tiên nha ông. Thủ tục đầu tiên là bây giờ em khó chịu hay là em dễ chịu? Dễ chịu. Dễ chịu hả? Dễ chịu vậy là miễn phí nha. Khó chịu là bị chặt 5 đồng nha. Đúng rồi. Rồi xong rồi em là khách hay là em là thợ neo? Em thợ neo vậy là bị chặt 5 đồng nha. Rồi xong rồi gì nữa nè. Dài hay ngắn? Uống dài dài á. Uống dài hả? Ừ. Không có mua bảo hiểm không? Có mua bảo hiểm không? Có bán bảo hiểm luôn hả? Bảo hiểm là bây giờ là bảo hiểm chỉ có cover cho gãy mẻ với lại chóc thôi. Bao lâu? Bảo hiểm là 5 đồng. Ôi. 5 đồng trong 2 tuần. Rồi chừng nào ví dụ như em mua 50 đồng thì là bao chọn năm luôn. Chịu không? Rồi. Anh là mua bảo hiểm 5 đồng. Rồi mua bảo hiểm chọn năm luôn. Mua em chọn năm. Thiếu luôn. Chào mừng nước mẹ.